mình nhận thấy là mỗi thầy cô đều có một phương pháp giảng dạy riêng. Mấy thầy cô đặt cho Huy một tiêu chuẩn cực kỳ cao để có thể đậu được tất cả các chứng chỉ đó. Thì trong một năm vừa qua thì mặc dù cái tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất hết sức phức tạp, trường chúng ta đã luôn khắc phục khó khăn và đoàn kết tìm ra những cái phương pháp giảng dạy mới để đưa chúng tôi có nắm bắt được những cái kiến thức cơ bản, và cho đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng đã có những cái kiến thức nhất định để sẵn sàng cho cái kỳ thi sắp tới. Khi học tụi mình sẽ có rất nhiều thắc mắc, và đôi khi những thắc mắc đó không chỉ gói gọn trong môn học hiện tại, tuy nhiên thì các thầy cô sẽ luôn có cách để giúp tụi mình trả lời những câu hỏi. Trong quá trình học ở Bay Việt thì em thấy ấn tượng nhất với lại cô Phương dạy môn Mass and Balance. Cô là một người rất là dịu dàng, dạy rất là dễ hiểu. Khi mà học cô thì em tiếp thu được rất là nhiều. Huy thì may mắn có cơ hội được học MCC với một thầy giáo người gốc Việt đã từng bay cho hãng hàng không UPS Airlines, và thầy có rất nhiều kinh nghiệm trong việc giảng dạy MCC vì thầy đã bay được rất nhiều loại máy bay trên thế giới. Mình ấn tượng nhất là thầy Lân và thầy Albert. Tuy lúc đầu phỏng vấn mình cảm thấy có một chút gì đó hơi lạnh lùng và khó gần, nhưng sau khi tiếp xúc rồi mới thấy ẩn chứa sau vẻ ngoài khô khan ấy là một trái tim nhân hậu và rất mật tận tâm vì học trò. Tưởng nhất với Chris, tại vì các bài giảng của Chris rất là ngắn gọn và dễ hiểu, và bên cạnh nó có số lượng thầy rất là tâm huyết và rất là thương học sinh. Như ngày 20 tháng 11, em xin kính chúc các thầy cô thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và đặc biệt là thật thật nhiều năng lượng để đồng hành cùng tụi em trên con đường phía trước. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Hiến chương các nhà giáo Việt Nam, thay mặt bản thân tôi gửi lời chúc sức khỏe tới ban giám đốc, các đồng chí giáo viên, giảng viên, các đồng chí quản lý giáo dục luôn luôn hạnh phúc, sức khỏe và thành công. Nhưng ngày 20 tháng 11, em xin chúc tất cả các thầy cô như là thầy Lân, Chris, Albert, Anthony và chị Phương có thật nhiều niềm vui, hạnh phúc, thành công trong công cuộc giảng dạy. Không những vậy là thật nhiều sức khỏe để đồng hành cùng chúng em và cả những thế hệ học sinh sau này. Và em thì cũng xin được chúc những ngày 10-11 thì chúc tất cả các giáo viên, đặc biệt như là thầy Lân này, Chris này, Anthony, Albert và đặc biệt là chị Phương nữa thì sẽ có thật nhiều niềm vui và tạo thêm động lực cho các phi công trẻ. Kính chúc thầy cô vui vẻ, sức khỏe và đặc biệt là thành công trên con đường giảng dạy của mình. Chúc các thầy cô có thật nhiều niềm vui, sức khỏe, nhiều may mắn và cũng như là có thật nhiều thành công trong sự nghiệp lái đò. Chúc cho tập thể tất cả các quý thầy cô có thật nhiều sức khỏe cũng như giữ được một trái tim nhiệt huyết để có thể đồng hành và dẫn dắt tụi em trên suốt chặng đường sắp tới, một chặng đường dài mà chúng em đã chọn. Nhân ngày 20 tháng 11 thì em muốn chúc các instructor ở Bay Việt và kể cả các anh chị sẽ luôn luôn giữ được sức khỏe, sẽ luôn luôn vui vẻ và sẽ có những trải nghiệm thật tuyệt vời khi dạy dỗ những khóa học sau, và see you again. On the occasion of Vietnamese Teacher Day, I'd like to express my sincere thanks and deepest gratitude to the teachers of Bay Việt School. I'd like to thank to the teachers for everything. With you guys help, happiness and success. To all of my beloved instructors from Viet Fly Training, no matter you're Vietnamese or foreigners, I truly hope that you have a good and great day here with us. And I'm really thankful for all the advices you gave. And happy Teacher's Day! Happy Teacher's Day! Happy Vietnamese Teacher's Day! Happy Teacher's Day! Happy Teacher's Day!